chỉ ra phía trước. Đúng rồi, ngửa lên, ngửa lên phía sau luôn. Đúng rồi. Sao nhìn giống Isaac quá vậy nè? Dưới ánh đèn của sàn disco, Thế Duy đẹp trai còn hơn Isaac. Và thời gian bắt đầu. Mất 4 giây. Mời con đi lên trải nghiệm con xoay này. Con của mình Thế Duy là một đứa con rất là chậm hiểu, thì lên cái thử thách này không biết là Thế Duy thấm vào trong đầu những lời dặn của mẹ được bao nhiêu. Đi vòng quanh đi Duy, cảm giác đi, chỉ có mấy phút đầu để cảm giác thôi. Ôi ơi, cẩn thận Duy ơi. Vừa bước lên con lật đật và tạo được vài dáng thì đã bị phật đổ xuống. Giờ nóng kính nè Duy, giờ nóng kính hai bên nha. Lắc qua bên phải, lắc qua bên trái đi. Đúng rồi, lắc nữa cho mẹ. Giờ nóng kính phía trước, đừng nhìn mẹ. Đúng rồi, nhìn mấy bên phải. Mình sẽ nhảy, mình phiêu. Chị Vũ Thu Phương cộng điểm. Nhìn mấy bên trái. Ôi. Và khi mình đang vui, mình bị bật ngựa. Linh không hề nhìn thấy sự lo sợ trên mặt Thế Duy. Cách ngã của Thế Duy cũng rất là nhẹ nhàng, cảm giác như là bạn ngã cũng phải đẹp đó. Lấy một cái tay kéo dây qua bên phải, kéo dây qua bên trái cho mẹ. Chỉ ra phía trước, đúng rồi, ngửa lên phía sau luôn. Đúng rồi, không té đâu. Đi chừng một chút xíu thì mình đã quen được với con lập tập, nhưng mình tin chắc là mình đã điều khiển được nó hoàn toàn. Sao nhìn giống Isaac quá vậy nè? Dưới ánh đèn của sàn disco, Thế Duy đẹp trai còn hơn Isaac. Wow. Cái này nói hơi quá nhưng mà thật sự là trong tâm người mẹ mình, con mình là người đẹp nhất. Em xin lỗi anh Isaac nhưng mà thật sự là anh cũng đẹp trai nhưng mà con em cũng đẹp giống anh. Ú à, cho mẹ nó ú à, ra đằng trước nha, camera ở đằng đây. Cái gì mà ú à dữ vậy? Ơi. Đúng rồi, ủ hòa đẹp lắm, đúng rồi. Rồi giơ hai tay lên nè, ngửa bơi sải cho mẹ nè. Thế Duy, thực sự Linh không nghĩ là Thế Duy có thể dẻo được đến như vậy. Uốn ra sau, rồi uốn ra đằng trước. Hai lớp bơi, đúng rồi. Hai lớp bơi. Rồi, bây giờ nha, bên tay trái. Chỉ chim nè, chim trên trời đâu. Ván cờ cuối rồi. Quét sạch tất cả. Tay chân có sao không? Ở cái đường đó. Rất mệt. Hello mọi người, Thế Duy đi hoàn thành thử thách và đánh cháy. Nếu như có thể gọi đây là bán kết thì Duy chắc chắn Duy và Shinsa đã làm hết sức mình. Quá cháy. Được tưng bừng. Sắm gì cứ Tiki, luôn chính hãng và giao nhanh. Đặt Tiki ngay. Tiki.